Năm nay bán nhiêu vé chị? Em làm mấy 60 vé rồi mà sao bữa nay bán tới giờ này còn mười mấy tờ, nãy em chạy đi trả. Chậm quá hả? Dạ. Bữa em lãnh có 60 à. Bữa nay mệt không chị? Dạ mệt. Trời nắng quá trời ha. Con gái gì đâu rồi? Con bé nó, em đi tới cái sân cái con bé nó xin xuống chơi với thằng con của nhỏ em à. Rồi anh chồng chị cũng đi làm hả? Dạ anh đi làm. Làm gần đây không chị? Anh đi bằng ngoài xóm trên á, cũng gần gần. Dạ. Hôm trước bệnh của chị đó có một người chị cũng chỉ em là con cá lóc mà chưng với cái gì đó mà uống cũng đỡ lắm mà em quên rồi. Cũng hy vọng là trên cái video này chị nó sẽ gọi cho em để nói lại cái bài thuốc đó. Chưng với rau đắng là chưng với cái gì đó không nhớ nữa, nhưng mà chị đây chị bệnh có uống thuốc nam rồi không? Dạ không. Không à? Tại vì bác sĩ không có cho uống thuốc nam. À. Bác sĩ dặn là không có đi tiểu được, mình uống thuốc nam thì cái lượng nước nó nhiều lắm. Vậy hả? Dạ. Rồi mình không có tiểu ra được, nó tồn lại trong cơ thể nó mệt. Dạ. Như vậy là chỉ đi chạy thận lọc máu vậy thôi hả? Em uống thuốc hàng ngày luôn, nhưng mà thuốc của bác sĩ cho thuốc tây không. À. Ngày nào cũng phải uống nên ông uống mệt thở chịu không nổi. Dạ. Hôm nay thì cũng có cô bác lần trước giúp chị đó, chắc giờ cũng đỡ lo hả chị ha? Dạ. Đi đứng chị cũng có tiền. Giờ đi bán vé số là chị được khỏe hơn thôi. Rồi anh chồng chị đi làm sáng đi chiều về hay sao? Ừ, anh đi trưa anh về ăn cơm, ăn xong rồi anh đi làm buổi chiều tiếp. Vậy là này làm chắc cho một cái cửa hàng nào quá hả? Dạ làm tư nhân á. Tư nhân? Dạ. Hôm qua chị có đi lọc thận không? Dạ có. Tối nay phải cử em đi nữa rồi. 3 lọc 2, 4, 6 hả? Dạ. Rồi thứ bảy chủ nhật nghỉ. Dạ. Nhưng mà cái thời gian nghỉ lâu quá vậy đó có mệt không chị? Dạ mệt. Nếu mà cách quá 2 ngày là mệt rồi ha. Đúng rồi, mệt, không ăn được luôn đó. Tại vì thường thường nếu chạy thì chắc đầu tối khuya thứ bảy là em phải đi nữa là đúng cử, nhưng mà phải nghỉ một ngày chủ nhật nữa. Dạ. Ở qua một ngày chủ nhật nữa mới tới ngày thứ hai là mới đi lọc. Dạ. Mệt lắm, mấy ngày đó mệt lắm, ngủ ngồi luôn à. Dạ. Rồi mình giờ có tiền vậy đó có uống thuốc rồi thêm cho nó đỡ hơn không chị? Dạ có, em có đi lấy thuốc tim á, tại vì nó đã qua cái suy tim. Suy tim luôn hả? Có lấy thuốc trợ tim của bác sĩ tư thêm á, chứ không bệnh viện không có cấp cho, cũng không bệnh viện không cho mình có thằng thuốc nào thôi, còn mình phải đi lấy thêm thuốc để uống. Dạ. Yeah. Rồi phải mua đạm để truyền thêm, tại họ khoảng chừng 7-8 tháng nay rồi bệnh viện không có đạm. Rồi xin giấy của bác sĩ để đi mua ở ngoài. Dạ. Truyền. Vậy tí xíu cái gì em xin cái số điện thoại của chị ha. Rồi cái dạ. Có cô bác nào mà chỉ như thế nào đó em sẽ gọi cho chị để chị làm thử coi. Biết dạ. Đâu mai chủ phước thầy mà mình trúng cái thuốc gì đó để chị hết cái bệnh của chị. À, hôm nay em cũng có thay mặt cô bác anh chị ở nước ngoài á, có gửi tiền cho chị giúp đỡ chị thêm. À, hôm nay gửi rất là nhiều.
Dạ đây cô Thu Trần gửi 2 triệu đồng. Một người cô không có nói tên á gửi 6 triệu. Chị Ngô Thị Tiết 100 đô, anh Lâm Ly 100 đô. Chị Hương Lê 2 triệu đồng, anh Kim Vũ 100 đô. Chị Phạm chú Phạm Quốc Bảo 100 đô Úc. Anh chị Vinh Nga 400 đô. Anh Lam Nguyễn 100 đô. Anh chị Tùng Lê 300 đô. Anh Nguyễn Phúc 2 triệu đồng. Thì tổng cộng là tiền Việt Nam là 12 triệu. Tiền đô la Mỹ là 1.100 đô. Với lại tiền Úc thì 100 đô. Tí xíu em gửi cái tiền đó cho chị nha. Thì nhận được sự hỗ trợ này nó cũng khoảng gần 40 triệu. Chị mừng không chị? Em mừng. Em cho tiền em không dám mơ đến luôn. Dạ. Em không dám mơ đến cho tiền này nữa. Thì đây có cái số tiền nó cũng rất là lớn như vậy đó. Thì cũng giúp đỡ cho chị, gia đình mình vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn. Em không, bữa nay em có giấu với anh Thiện. Lúc trước anh có cho em số tiền. Rồi lúc mà không có anh giúp á, em có đi mượn nợ để mà lo em bệnh của em. Dạ. Khi mà anh cho em cũng có trả cho cô bác. Nhưng mà trả hết cho chị? Trả cho cô bác hết rồi, với lại đóng lại ngân hàng. Giờ em chỉ còn có thiếu ngân hàng thôi. Còn cô bác dần dần em gửi hết. Là tổng cộng mình thiếu bao nhiêu? Bữa rồi mình thiếu cũng gần 20 triệu á. Dạ. Vậy thì hôm nay cô bác gửi nhiều như vậy nè, thì mình trả phần của ngân hàng ha. Rồi còn lại thì chị để dành. Ngân hàng thì em thiếu tới 20 triệu là không, chỉ có đóng lãi thôi. Còn cô bác vòng vòng em trả hết rồi, không còn thiếu nữa em nữa. Để cô bác cho em số tiền. Em không dám mơ đến số tiền này luôn. Em không nghĩ là em sẽ có được số tiền như vậy. Chính tại suốt thời gian qua em bệnh, có khi không tiền đi á, phải mượn người hỏi. Tới tháng gì cái đóng lãi nào rồi không có trả nổi, bữa hôm anh cho em anh trả. Đến hồi đóng lãi hoài. Khi mình bệnh như vậy mượn thì đâu có phải là mượn không có đóng lãi đâu phải không? Dạ, chị? Mượn là phải trả lại hả? Phải hỏi. Đi hỏi tiền. Giờ mình mượn có ai vòng vòng hàng xóm hả? Dạ, chồng em anh đi hỏi. Không ai cho mình giúp đỡ cho mình mượn chứ hả? Dạ, ví dụ như mượn 100-200 ngàn được thôi, còn số tiền nhiều quá, 1-2 triệu rồi cũng phải đi hỏi người ta. Cái rồi số lúc tiền em mới phát hiện bệnh thì có dây ngân hàng 20 triệu. Nặng mà lo bệnh cho em, lúc đó không có bảo hiểm. Dạ. Phải đóng tiền bệnh viện. Nhưng mà lo rồi tới em khỏe lại thì trả không nổi. Phải dính luôn tới bây giờ. Vậy là chị đóng lãi hàng năm hả? Hàng tháng luôn. Hàng tháng luôn. Dạ. Là tháng bao nhiêu tiền lãi chị? Tháng anh đóng mấy trăm ngàn vậy. Cũng nhiều ha. Tại lúc đó em không có bảo hiểm, chứ phải có bảo hiểm thì không có phải dây để mà lo bệnh đâu. Dạ. Rồi phát bệnh lên rồi nữa đường thì em không biết sao thôi buộc lòng. Hỏi dây người hiện đại. Bây giờ có cái số tiền gần 40 triệu đồng này thì chị sử dụng cái số tiền này như thế nào? Em cũng không biết phải làm sao nữa, tại số tiền lớn quá. Giờ em nhờ anh Thiện góp ý đi. Nếu mà ở đây á, tiền chị mỗi lần chị đi chạy thận là bao nhiêu tiền? Em chi phí tất cả luôn, thuốc luôn á.
tiền thuốc thì em mua có khi 200-300 ngàn là uống cả tuần vậy đó. Còn mỗi tuần đi vậy là cứ đổ xăng tiền xăng rồi ra vô 100 ngàn tiền xăng rồi. Thì mình cứ cho trung bình là mỗi một lần một chuyến chị đi là nó tốn khoảng 250 ngàn đấy ha. Thì nó cũng không phải là cái số tiền nó quá nhiều. Rồi chi phí con cái chị đi học rồi tiền gạo, tiền đồ ăn rồi này kia nữa thì mỗi ngày chắc có khoảng cỡ 400 ngàn không chị? Không tới đâu hả? Không tới đâu, gia đình em nó tiết kiệm nó không dám xài. Chắc thì bây giờ em cho nó là 350 ngàn đi thì tháng cũng xài hơn 10 triệu á. Em không muốn xài đâu chị ơi, chỉ có không, để nhưng mà thuốc men với tiền đi thôi. Còn chồng em anh làm thì có được nhiều lại lắm. Nhưng mà chị cũng phải ăn uống để chị có sức khỏe chứ. Trước đây mình không có tiền á, mình ăn cực khổ, ăn thiếu thốn á thì cái sức khỏe chị nó không có. Bây giờ cô bác giúp đỡ chị cũng mong sao chị ăn uống để chị lại sức, lại cộng thêm điều trị thuốc nữa để cái bệnh tình chị đỡ hơn, chị kéo dài được cái thời gian chị sống để chị lo cho con chị. Chứ bây giờ mà chị ăn cực khổ giống ngày xưa nữa thì cái sức khỏe chị nó cũng không đảm bảo. Nhưng em sợ xài hết rồi, một ngày nào đó em có bệnh nặng hơn nữa em sẽ không có tiền để lo bệnh. Em được sống như con. Thì bây giờ tiền này thì em nghĩ cái bệnh chị nó cũng cần, mà cái thời gian này nó khó khăn cái là cũng không làm gì ra tiền nữa đó chị. Thì chị cứ giữ lại đây rồi mình đóng lãi ngân hàng hàng tháng, rồi cứ giữ trong mình để mình có cái số tiền đó mình đi tới đi lui, mình lo cái bệnh nha chị. Với lại con bé nó đi học nó cũng phải cần tiền. Tại vì nội ngoại cũng nghèo đâu ai giúp mình được đâu. Cho nên có cái số tiền chị nên giữ cho mình, thì lãi ngân hàng mình cứ đóng. Mà chị ơi, hôm nay em cũng thay mặt cô bác anh chị Mạnh Thần Quân đó, có gửi tới chị cái số tiền là 39 triệu đồng nha. Em gửi chị cầm đi. Để chị giữ trong mình ha, lo cái bệnh của mình. Tại vì cái hoàn cảnh của chị nó cũng quá khó khăn, đặc biệt khó khăn, cần được giúp đỡ. Hiện nay cô bác cũng mỗi người đóng góp một ít. Cho nên cái số tiền gửi tới chị là tới 39 triệu. Chị giữ tiền cẩn thận nha, rồi lo bệnh từ từ nha chị. Cố gắng lạc quan hơn, rồi cô bác anh chị mà nếu có những cái bài thuốc mà hay đó thì xin gửi về địa chỉ có Thiện là Lý Thiện Kiên Giang a@gmail.com. Thì em sẽ liên hệ với chị để giúp đỡ chị ha. Chị đọc số điện thoại chị, em lưu lại. Em nhớ số cũ không ạ? Nhớ số cũ, đọc số cũ. 436 995. À, có gì em sẽ liên hệ với chị ha, có giúp đỡ gì thêm. Dạ em cảm ơn. Dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi chị đi bán gì cái nhà mình chị bỏ trống gì à, không có coi, không ai coi hết à? Dạ không ai coi hết, như cửa hư rồi mà tại bữa hôm mới cửa nó bị mục lâu quá đó. Dạ. Rồi nó hư rớt hết cánh rồi, em đi em cũng không có đóng cửa nữa. Tiền cho em cũng không dám mua gắn nữa, em sợ. Bây giờ nếu mà có số tiền này nhiều đó chị mua cái cánh cửa gắn đi, nó có dạ, mấy trăm ngàn. Dạ, tiền cho em xin tiền mua gắn. Tại em không dám xài phí, cứ để lo thuốc với lại đi tới luôn bệnh viện. Thì em nghĩ cái số tiền này nó lớn như vậy đó, chị có thể kéo dài cho tới có thể hết năm nay luôn đó. Dạ.
bữa em cũng nhắn bữa hôm em cho rồi em trả nợ cho cô bán đó, rồi em còn được chút ít tiền để dành để khi bên em không có đau bệnh nên có tiền đi chứ không có mượn ai được bên em hết á. Dạ. Rồi không dám mua gắn, cứ tối rồi kéo cánh cửa đó qua gắn lại. Thôi thì chị gì giờ sức khỏe nghe, em cũng xin phép về đó nha chị. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị. Dạ. Em gửi lời thăm con gái chị anh quá. Dạ.